Bây giờ hai đứa mình sẽ cùng xông lên để đánh nhau với bọn zombie này. Hãy nhớ là phải tìm mọi cách để có thể trốn thoát được, không nên gọi là tham chiến quá, hiểu không hả? Được rồi, bây giờ thì tiến lên. Hãy nhớ là đừng để bị cắn đó. Được rồi, chạy đi, chạy đi, chạy chạy chạy. Chỗ này khá là an toàn rồi đó. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, cẩn thận đó. Nè, bên này, tôi thấy bên này có thể thoát được nè. Lũ zombie này đông quá. Cậu chạy ra ngoài đó trước đi, để tôi cản bọn chúng lại cho. Chết rồi, bây giờ ở bên này là bờ biển. Được, bây giờ tôi nói cậu nghe nè, tôi đếm 1, 2, 3, hai đứa mình cùng nhau nhảy xuống dưới liền nha. 1, 2, 3, hai. Đi chưa? Xuống đây. Trời ơi, bọn chúng đông quá. Cũng may là bọn zombie này bọn chúng sẽ bơi rất là chậm, cho nên cậu yên tâm đi. Ôi trời ơi, bọn nó đuổi theo chúng ta luôn kìa. Đuổi dai vậy. Thật là nguy hiểm quá đi mà. Qua bên đây nhanh lên. Cũng may là bọn zombie này bọn chúng bơi chậm, nếu không thôi là chúng ta sẽ bị bọn chúng ăn thịt mất. Nguy hiểm quá. May thiệt ở bên này có cái bờ biển. Tôi sắp thở không nổi rồi. Cuối cùng cũng lên rồi. An toàn rồi. Mệt quá. Trời ơi, may thiệt luôn á. Ủa mà cậu tên là gì vậy? Tôi tên là Chiron. Chiron sao? Còn tôi là Phong Cận. Bây giờ cậu còn chỗ nào để có thể về nữa không? Chứ tôi thấy ở chỗ này căn cứ chính của cậu bị zombie tấn công quá trời nè. Bây giờ phải làm sao đây? Thực ra tôi không có nhà, cho nên tôi chỉ đi phiêu lưu ở khắp mọi nơi thôi. Vậy sao? Thôi, không sao đâu. Nếu như mà bây giờ cậu không có nhà thì cậu cũng có thể về nhà của bọn tôi. Hiện tại á, tôi đang sống với một nhóm gồm có 4 người. Nếu như mà cậu muốn thì cậu có thể về để ở chung với bọn tôi. Yên tâm đi, không sao đâu. Chết rồi, hình như là bọn mình đang bị lạnh hay sao á. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình về nhà đi. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi qua chỗ khác thôi. Nhanh lên. Bên này nè Caron, nhà của tôi bên này nè. Ông yên tâm đi, bạn của tôi rất là thân thiện luôn. Có thêm ông nữa thì sẽ có thêm đồng đội, sẽ rất là vui luôn đó. Vào đây. Hey, ok, mở cửa nè. Mọi người ơi. Hả? Ủa Phong, sao bây giờ mới về vậy? Thật ra là hôm qua tôi đi kiếm một số phụ kiện để gọi là chế tạo đồ. Nhưng mà do là gặp một số chuyện, nói chung là chuyện dài lắm. Một tí nó sẽ kể cho mọi người nghe. Ủa mà Phong, cái người mà mặc áo đỏ đỏ, tóc chân trắng kia là ai vậy? Quên mất từ nãy giờ, tôi quên giới thiệu cho mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Chiron, là một người bạn mà tôi mới vừa gặp được và mới vừa làm quen luôn đó. Hôm nay tôi dẫn Chiron về đây là để gia nhập cùng với biệt đội của chúng ta mà. Chào mọi người. Ê không, hiện tại mình đâu có kiếm được nhiều lương thực đâu, ông nhìn đi nè, chúng ta đâu còn nhiều thức ăn đâu, mà ông kiếm thêm người như thế này thì làm sao mà đủ lương thực trời. Thôi không sao đâu mà. Tính ra là chúng ta kiếm được thêm đồng đội thì sẽ có thêm người giúp cho chúng ta kiếm thêm đồ ăn. Chính vì như vậy cho nên là cứ yên tâm đi, không sao đâu. Tôi nghĩ là một ít lương thực như thế này cũng đủ để chúng ta có thể sống sót được trong một thời gian dài sắp tới mà. Cho nên là không sao đâu, đừng có nói vậy, Chiron nghe được ông sẽ buồn đó. Xin giới thiệu với Chiron. Ở đây là có Camui, Sammy và mèo Simmy. Đây chính là những người bạn mà tôi mới vừa kể cho ông á. Chào mọi người. Hy vọng là thời gian sắp tới sẽ được mọi người giúp đỡ. Chào bạn nha. Ủa mà sao tôi thấy gọi là sự góp mặt của Chiron hình như mọi người không thấy vui hay sao á? Sao cảm thấy mọi người giống như là đang buồn chuyện gì mà sao không thấy niềm nở vậy? Mọi người ha ha. Vui. Thôi được rồi, Chiron, đi theo tôi sẽ giới thiệu cho ông một chút về gọi là căn cứ của chúng ta nha. Thôi, từ bây giờ tôi tuyên bố Chiron sẽ là thành viên mới của biệt đội chúng ta. Cho nên là mọi người nhớ hãy giúp đỡ Chiron nhé. Rồi, nhất trí. Ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho Chiron về gọi là căn cứ của chúng ta nha. Còn ở đây, chính là một cái thang máy. Đây, ông vào trong đây tôi sẽ cho ông xem nè. Bây giờ ông hãy thử bấm thử vào cái nút kia đi. Được, tôi sẽ thử đây. Đó, ghê chưa. Cái nút này á, khi bấm vào á, thì nó giống như một cái thang máy vậy. Nó sẽ dịch chuyển cho ông lên trên gọi là căn cứ chính của chúng ta. Thì chính là căn cứ chính nè. Thì ở bên này chính là khu giường ngủ á. Thì sắp tới tôi sẽ chuẩn bị một cái giường ngủ màu đỏ trong bên này ha. Nhìn ông mà tôi biết là ông thích màu đỏ rồi. Ồ, thì ra đây là căn cứ của mọi người. Ê, vậy tính là nếu mà đứng từ trên cao như thế này thì lũ zombie cũng không thể nào mà lên trên đây được.
khá đúng là vậy. An toàn luôn. Bởi vì là chắc ông cũng biết rằng là bọn zombie á, bọn chúng có thể đánh hơi được, cho nên là ở phía trên cao thế này sẽ không lo bị bọn zombie phát hiện đâu. Ok, còn bên này á chính là chỗ mà tôi sử dụng để có thể chế tạo vũ khí nè, với lại là tìm hiểu một chút về bọn zombie này. Ok, còn bên này là kho vũ khí của bọn tôi, cũng khá là nhiều đó. Ông sống trong cái thành phố zombie này thì ông có vũ khí nào không? Vũ khí hả? Vũ khí thì tôi cũng không có nhiều lắm. Tôi chỉ có mấy cái cận chiến, ví dụ như là grill nè, rồi cây xà beng nè, với cả là tôi chỉ có cây búa thôi. Ồ, trời ơi, tính ra là ở trong cái thành phố zombie như thế này á, mà ông không có súng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn á. Vậy mà ông như có thể sinh tồn ở trong cái thành phố zombie được, tôi nể ông thiệt luôn á Kairon. Tính ra là kỹ năng sinh tồn của ông cũng hay lắm á. Như vậy thì tôi cũng bớt phần nào gánh nặng. Chứ tôi nói thiệt nha, mấy cái bà nữ á, ở trong gọi là căn cứ này, tôi nói thiệt là mấy bà chỉ biết suốt ngày ăn rồi ngủ thôi, không biết bắn súng, không biết làm gì hết trơn á. Cho nên là mỗi lần mà chiến đấu với zombie tôi cũng khá là mệt mỏi để bảo vệ mấy bà. Bây giờ có thêm ông nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc là tôi sẽ đỡ gánh nặng phần nào. Ủa mà ngoài mấy món vũ khí này ra ông không còn gì nữa à? Đây tôi còn. Đây, tôi có nhặt được một số, ví dụ như là bánh bim bim nè, với cả là được kẹo ở trong siêu thị á. Đây ông coi thử đi. Ủa, bim bim với bánh kẹo nè. Ôi trời ơi, cái này là hơi bị hiếm luôn á nha. Tính ra là cái thời điểm mà gọi là zombie gọi là tấn công á, tất cả đồ ăn ở trong siêu thị á đều bị phá hủy hết trơn rồi, vậy mà ông vẫn kiếm được. Ôi trời ơi, cái này là vàng ngay lúc này luôn á, kim cương à, không quý bằng cái này luôn á. Cái gì vậy? Ơi nè, mấy cái người kia, cái này là bánh kẹo của Kairon đó, mấy người đừng có mà lấy vậy nha. Trời ơi, xấu tính quá à, con gái gì đâu mà ham ăn quá vậy hả? Trời ơi, không biết sao ở đây gọi là gì ta, mấy tháng trời bây giờ mới thấy được bim bim bánh kẹo, cho tụi tôi ăn đi, đói gần chết luôn á. Kairon, xin lỗi ông nha. Trời ơi, mấy cái bà nữ này á thì con gái thì ông cũng biết mà, con gái rất là thích bánh kẹo và bim bim, cho nên là mấy bà hơi gọi là xấu tính xíu, ông thông cảm nha. Thôi không sao đâu, mọi người cứ ăn đi. Trời ơi, dù sao tôi cũng không có thích ăn bánh kẹo đâu. Ăn tí nữa chửi tôi với, mặc dù tôi là zombie nhưng mà tôi cũng thích bánh kẹo vậy, cái gì chửi tôi với. Ai đó bảo là em thích ăn bánh kẹo, tôi xin lỗi nha, sao bây giờ ai đòi vậy? Rồi thôi mấy bà ăn hết luôn đi. Trời khổ ghê á. Ai mà Phong Cận, ông sinh tồn trong thế giới zombie này cũng khá là lâu rồi, ông có biết một chút thông tin gì về tụi zombie này không? Thông tin về zombie á, thật ra thì cũng có một khoảng thời gian tôi đã nghiên cứu về bọn zombie này để tìm hiểu thử xem coi lý do vì sao zombie lại xuất hiện ở trong thành phố này. Nhưng mà thật ra thì ở đây lâu như vậy thì tôi cũng chưa tìm hiểu được quá nhiều. Tôi đa phần là đi chiến đấu với bọn zombie và hy vọng rằng là có thể kiếm được vật phẩm gì đó có thể giúp bọn tôi thoát ra khỏi cái thành phố này thôi. Hay, nói chung là nguồn gốc của zombie đến từ đâu thì tôi cũng chưa biết nữa. Ủa, rồi còn ông thì sao Kairon? Ông cũng sống ở trong thành phố zombie này khá là lâu rồi, thì ông có biết gì về bọn zombie được không? Tôi hả? Tôi thì không có nhà cửa gì hết trơn đó, nên tôi sống theo kiểu gọi là đi phiêu lưu. Lần trước khi mà tôi đánh lũ zombie á, thì tôi cũng có tìm được một vài thứ. À đúng rồi ha, hôm trước tôi đánh giao với một con zombie thì tôi vô tình tìm được cái bản đồ này nè. Ông xem thử coi. Biết đâu nó sẽ có cái thông tin gì hữu ích sao? Bản đồ sao? Cũng được cái chứ. Nếu như mà là bản đồ trong cái thành phố zombie này á, thì thường thì chắc là nó không phải là một cái bản đồ bình thường đâu. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thử đi đến cái nơi trong cái bản đồ thì xem, biết đâu sẽ có cái gì hay. Ông đi cùng với tôi nhé Kairon. Thế thì còn hỏi chị em thì sao? Thì tất nhiên cũng phải gọi hỏi chị em đi theo bọn mình rồi. Được. Mọi người tập trung. Nè, đừng có ăn bánh kẹo nữa. Tập trung. Nè, tôi nói mọi người nghe nè. Kairon mới vừa đưa cho tôi một cái bản đồ. Cái này là một cái bản đồ Kairon đã đánh nhau với một con zombie và làm rơi ra. Tôi nghĩ rằng cái bản đồ này sẽ đưa chúng ta đi đến một cái chỗ đó khá là thú vị và sẽ có rất nhiều thông tin về bọn zombie này. Chính vì vậy cho nên tôi muốn mọi người đi cùng với tôi và Kairon đi đến đó, được không? Thật hả? Ôi trời, anh không có đi được không? Rồi, ăn xong cái gì nữa? Bây giờ trong lúc trời đang sáng thế này nè, bọn zombie sẽ ít xuất hiện hơn là buổi tối. Chúng ta nên gọi là đi ngay lúc này, tranh thủ đi. Bây giờ mọi người tập trung lại đây, tôi gọi là đưa súng cho mọi người nè. Rồi nhanh nhanh đi, còn đi nữa. Nhanh. Đây rồi mọi người ơi, hình như là bản đồ chỉ chúng ta về phía trước này thì phải. Đâu, để tôi xem thử coi. Hình như là đúng chỗ này rồi nè. Hình như đúng rồi đó. Qua đây nhanh, mọi người nhanh. Chắc chắn là ở chỗ này sẽ có một cái điều gì đó bí ẩn nè. Qua đây đang đi nè.
bơi đây mọi người. Nhớ cẩn thận nha, đừng phát ra tiếng động gì á, không thôi bọn zombie sẽ nghe được. Ui, mọi người, bên này có zombie nè. Ôi, là zombie kìa mọi người, cẩn thận. Zombie luôn kìa. Ôi trời ơi, tại sao buổi sáng mà bọn zombie vẫn xuất hiện ở chỗ này là sao vậy trời? Ủa, đó rồi, Sam với Camui đâu? Ủa? Tôi tới rồi nè. Lên đây nhanh lên, nhanh lên. Ê, mọi người, chết rồi. Tôi không ngờ rằng bọn zombie lại xuất hiện vào buổi sáng, cho nên là chắc là bây giờ chúng ta phải chiến đấu rồi. Mọi người nhớ là phải cẩn thận nghe chưa? Được rồi, bây giờ thì tiến lên nào mọi người. Tiến lên. Mọi người nhớ cẩn thận, đừng để bọn zombie cắn đó nha. Zombie nè. Nè, cẩn thận, coi chừng. Coi chừng bắn giống nhau đó. Zombie nè. Ôi, may quá, hình như là bọn chúng cũng không đông lắm. Qua bên đây, qua đây. Dừng. Vẫn còn. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận. Tôi nghĩ rằng là bọn zombie sẽ không đông lắm đâu, tại vì bây giờ hiện tại là buổi sáng, cho nên là không sao đâu mọi người. Bọn chúng dường như là ở khắp mọi nơi vậy đó. Qua bên đây mọi người ơi, qua bên đây. Tôi thấy đường dẫn bên này nè. Một đống kìa. Lại là zombie nữa. Zombie nè. Ở bên này còn nha mọi người, nhớ là cẩn thận đó. Ui, hey. Nhiều quá à. Rồi, biết rồi. Đi chứ. Ôi, coi chừng đừng để bị cắn đó. Zombie à. Coi chừng bắn giống nhau quá nha. Ui, mà nó đông quá. Bọn chúng đông quá. Tôi cá chắc rằng chỗ này chắc chắn là một cái điều gì đó bí ẩn hoặc là căn cứ của bọn chúng nè. Mọi người, vẫn còn một tên nè, vẫn còn một tên. Mọi người đâu rồi? Oh my god. Cái này là chỗ nào mà tại sao bọn zombie lại đông như vậy chứ? Đằng sau kìa. Ôi trời ơi may quá. Cái chỗ này là chỗ nào mà tại sao bọn zombie lại đông như vậy ta? Tôi cá chắc rằng ở chỗ này chắc chắn là cũng có điều gì đó bí ẩn hoặc là căn cứ bọn chúng nè. Bây giờ tôi sẽ mở cửa. Mọi người nhớ là phải né ra nha. Ok. Ê mọi người tôi bảo này, bây giờ bọn mình trốn đằng sau ấy, trong phòng ở đằng trước thì mọi người trốn đằng sau, Được rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Ôi, bọn chúng đông quá. Mọi người, tập trung tấn công. Bọn chúng đông quá. Đông quá vậy. Mọi người cẩn thận nha. Lùi lại. Tất cả lùi lại. Mọi người cẩn thận. Đông quá. Vừa bắn vừa lùi nha. Coi chừng đó. Hình như là cái này là hang ổ của bọn chúng rồi. Chắc chắn luôn, không thể nào sai được. Bọn chúng quá đông. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, không được hoảng loạn. Mọi người, ngay lúc này. Bình tĩnh. Coi chừng bắn trúng nhau. Hình như có ai bắn trúng tôi nè. Trời ơi. Mọi người cẩn thận đó. Hình như là bọn chúng dường như bị tiêu diệt gần hết rồi. Ui, ở trong này còn nè. Ok. Xong rồi. Bọn chúng bị tiêu diệt hết rồi. Ông bị độc kìa. Rồi may quá. Rồi cá mui đâu? Đây, cửa đóng sổ. Ông có sao không? Này thấy ông chúng quá trời độc luôn á. Yên tâm đi, tôi không sao hết. Bởi vì tôi là zombie mà, cho nên tôi có bị bọn chúng cắn thêm một lần nữa cũng không sao đâu. Quan trọng là mọi người kìa, kiểm tra xung quanh cơ thể coi có bị cắn một cái vết thương nào không vậy. Không sao đâu. Phong ơi, nơi này nhiều zombie như vậy, tôi nghĩ chắc chắn nơi này đang có một cái thứ gì đó bí ẩn đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Không thể nào mà có nhiều zombie nó như vậy. Chắc chắn là bọn zombie này đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó. Mọi người nhớ cẩn thận nha. Đi vào bên trong xem thử xem. Hình như là bọn zombie nó bị tiêu diệt sạch rồi hay sao á. Tôi không còn thấy ai nữa. Tôi biết rồi. Lúc nãy là tất cả những con zombie ở trong đây là nó ở cửa chờ mình sẵn luôn á hả? Ủa, tại sao bọn zombie này lại có ý thức, lại đứng ở ngay cửa để chờ chúng ta chứ? Chẳng lẽ là bọn chúng cũng không phải là bọn zombie bình thường. Bọn chúng cũng có ý thức giống như mình sao? Không thể nào được. Có tiến hóa. Khoan, hình như tôi nghe tiếng đâu đó qua quanh đây vẫn còn zombie hay sao mọi người? Mọi người nghe kỹ đi. Đâu, tôi xem coi. Ở chỗ này vẫn còn một cái cửa nè. Mọi người né ra sau. Lùi, mọi người lùi. Hey. Ủa, gì đây? Một căn phòng. Sao? Tại sao ở trong thành phố zombie này lại xuất hiện một cái căn phòng hiện đại như thế này chứ? Ủa? Ơi mọi người ơi, hình như là tôi đoán đúng rồi. Chắc chắn rằng là đây chính là căn cứ của bọn zombie. Chính vì như vậy cho nên là bọn chúng quyết tâm bảo vệ cái chỗ này đó. Tôi nghĩ rằng chỗ này không hề bình thường đâu. Chắc chắn đây chính là căn cứ của một ai đó. Tại vì trong cái thành phố này làm gì có chỗ nào hiện đại như thế này chứ.
Ủa, mà khoan, từ từ, bên này là gì đây? Zombie nè mọi người. Ủa? Zombie. Bọn chúng đang bị ngâm ở trong hóa chất. Có khi họ là nơi cơ sở nghiên cứu zombie không? Camui nói có khi là như vậy á. Camui nói cũng đúng đó. Tôi nghĩ rằng là đây có thể là một nơi dùng để nghiên cứu về bọn zombie này. Bọn chúng đang bị ngâm trong một cái hóa chất gì đó rất là lạ. Ủa mà khoan, cái viên đá màu xanh này sao nhìn quen quá vậy ta? Hình như là nó giống như là viên đá ở nhà của mình. Tiếng qua vậy? Ai vậy? Ông là ai? Chào lũ con người hạ đẳng kia. Ta là giáo sư tiến sĩ của cái thành phố này. Các người làm thế nào mà đến được đây vậy? Hả? Cái gì? Giáo sư tiến sĩ sao? Vậy có nghĩa là ông chính là người đã xây dựng ra cái căn cứ cái căn cứ này sao? Đúng vậy, chính là ta. Hả? Vậy có nghĩa là bọn zombie đằng sau lưng này cũng là do ông chế tạo ra. Vậy có nghĩa là đừng ông chính là người... Đừng có nói như vậy. Ta không phải là người tạo ra lũ zombie. Nói chính xác hơn, ta là người đã tạo ra những con virus này để biến nguyên thành phố này thành thế giới zombie. Cái gì? Thì ra ông chính là người đã chế tạo ra virus zombie sao? Tại sao ông lại làm như vậy hả? Ông có biết rằng là bởi vì những con virus zombie của ông mà đã khiến cho cái thành phố này bị tàn phá. Gia đình của tôi và gia đình của tất cả những người ở đây đã bị bọn zombie tấn công. Ông có biết không hả? Tàn phá? Tàn phá sao? Không đúng. Nói như ngươi thì không đúng. Phải nói chính xác hơn là chính con người các ngươi đã tàn phá mẹ thiên nhiên. Ta vốn dĩ là một nhà khoa học bình thường yêu thiên nhiên. Nhưng khi có con người xuất hiện, nhìn xem cái thế giới này biến thành cái gì. Tất cả mọi nơi đều bị phá hủy bởi vì những công trình xí nghiệp của con người xây nên. Lũ con người các ngươi chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, chặt phá cây, làm ô nhiễm nguồn nước chỉ để xây dựng lên những cái thỏa mãn mong muốn và nhu cầu các ngươi. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận và ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những thứ vốn có của trái đất mà thôi. Tại sao chứ? Chỉ vì cái lý do như vậy thôi mà ông có thể tàn nhẫn biến con người trở thành zombie sao? Tại sao là như vậy hả? Bởi vì chỉ có cách đó thì mới có thể khôi phục lại tất cả mà thôi. Nếu như con người biến thành zombie thì cũng sẽ giống như những con động vật ngoài kia, vô tri vô giác, không có lòng tham, thì sẽ không cướp đi những tài nguyên vốn có của trái đất này. Nó sẽ khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó. Cái tên tiến sĩ đáng ghét này. Ông có biết bởi vì ông mà gia đình của tôi đã bị biến thành zombie không ạ? Tôi sẽ tiêu diệt ông. Cái đó, dừng lại. Hello team, hello team.